Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo dòng bát súp 30, cái loại từ 190 côn 76 là hôm nay có hàng rồi các bác nhé. Một trong những con bát để anh em làm súp hơi hoặc súp điện để đánh gia đình là rất là hay, rất là hay anh em nhé. Đây là viên nam châm của nó đây, đo cho bác xem. Từ 190 nhé, côn bên trong thì côn 76 và bát 30 gân mút cứng. Con này thì anh em chơi khoảng 1 tháng bắt đầu gân nó mềm ra thì nghe tiếng thích thôi rồi luôn. Bát 30 thì bao giờ cũng rộng tầm hơn 31, con này là 31 phân rưỡi anh em nhé. Con này là 31 phân rưỡi này, anh em mình cái quét thùng mình phải trừ đi nhé, trừ đi mỗi bên 1 phân rưỡi nữa, trừ đi 3 phân. Với dòng này thì cho công suất đánh tối đa lên tới 500W là chịu đòn lớn nhất anh em nhé, 500W. Anh em nhìn cái màng được sơn bóng chống ẩm để khi anh em mình làm bát súp, bát úp nó không ảnh hưởng gì. Và được khâu chỉ đỏ. Một trong dòng bát mà chất lượng cao trong cái tầm giá anh em nhé, chất lượng cao trong tầm giá, được rất nhiều anh em chơi gia đình thích con súp này của bên em. Rất nhiều anh em luôn, rất nhiều thời điểm ngoài bị cháy hàng. Anh em nếu như làm súp hơi thì không cần phải đến phân tần hoặc là đến công suất. Thì trên thực tế thì khi nhiều anh em mà làm súp hơi mà muốn đấu phân tần cho nó súp thì anh em cái đó thì thực chất là nhiều người chế, còn bên mình thì không có. Nên anh em hỏi là súp hơi thì có cần phân tần hay không, thì tức nếu anh em mà chế được thì không cần phải cắt cốt trên vang, đánh đẩy trực tiếp vào đây và qua phân tần súp thì cũng được. Nhưng cái phân tần súp bên mình không có nhé, mình xin nhắc lại một lần nữa trong video vì rất nhiều anh em hỏi. Dòng bát này thì bên mình đang bán ra là 1,1 triệu một cái, được bao ship toàn quốc. Anh em có thể về để thay cho những chiếc bát súp nhà mình nó đã bị hỏng, hoặc là anh em ráp dụng thùng mới đều được. Và khi anh em mình thay bát súp này cho những con bát nhà mình một côn nhỏ quá thì nó sẽ, con này sẽ nặng công suất hơn nhé. Ví dụ như anh em đang côn 51 mà thay lên con này thì là tất nhiên là cái mạch công suất nhà anh em nó sẽ bị đuối nhá, nó bị đuối. Mình phải thay cả mạch hoặc là anh em phải thay cái bát súp sao cho nó cùng cái côn nó tương thích, hoặc nhỉnh một ít thôi, nhỉnh ít thôi, không nhỉnh quá như này. Vì nhiều các bác sở hữu cái bát súp cách đây khoảng vài năm, hồi đó thì đa phần người ta làm côn nhỏ. Thì côn nhỏ thì nó có cái cũng có cái lợi thế là gì? Là nó tốn công suất, nó đỡ tốn công suất, ít tốn công suất hơn, nên người ta chế cái mạch nó vừa phải, một cái là họ bán giá nó êm để cho anh em mình dùng. Còn khi mình đã muốn nâng cấp lên thì anh em phải nâng cấp cả mạch. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như mua sản phẩm này, anh em có thể cho Huấn Audio qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.